Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xe Nhà Online, căn nhà đất chính chủ không có trung gian. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà nằm ngay khu phố ẩm thực đường 20 Thước ở ngay quận 4 nha. Thì nhà em đang đứng ngay đường đó nè mọi người. Nếu như chúng ta đi thẳng ngay cái khúc Bà Đặng đó, là cái chỗ đó là mặt tiền đường Hoàng Diệu, là mặt tiền đường chính lớn nhất của quận 4. Còn nếu như chúng ta đi về phía bên đây á, đó là chúng ta sẽ tới được ngay khu phố ẩm thực của đường Vĩnh Khánh, là cái nơi mà bán ốc rất là nhiều đó. Thì đây là cái lối vào mà cái nhà hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người. Thì đây là cái khu lô N đó. Để mà dễ hơn thì mọi người tới ngay cái ban chỉ huy quân sự phường 8. Đó là phường 8 hay phường 9 gì em quên mất tiêu rồi. Đó, ngay cái ban chỉ huy quân sự này nè. Đó, và nó nằm bên phía tay phải nha. Bây giờ em sẽ đi vô bên trong. Đó, em quay cho mọi người xem. Thì đây là cái lối vào. Thì đường rộng khoảng chừng là 4 mét hơn nha mọi người. Đó, và xung quanh là hai nhà đã được quy hoạch đồng bộ. Cái chỗ này là quy hoạch đồng bộ rồi nên mọi người thấy là nhà rất là thẳng thớm nha mọi người. Đó, thì chúng ta cách nhà đâu đó tầm khoảng chừng là 30 mét là tới rồi. Thì đây là cái nhà hôm nay giới thiệu cho mọi người. Thì nhà mình có cái địa chỉ là 400 lô N, khu 10, khu tái thiết Hoàng Diệu, phường 8, quận 4 nha. Đó, chúng ta cách ngay cái chỗ khu ẩm thực đó chỉ tầm khoảng chừng là 15 mét là tới nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ đi vô bên trong, em quay khu vực bên trong cho mọi người xem. Thì nhà mình có cái diện tích đó, bề ngang là 3, bề dài là 7, kết cấu là 1 lầu và giá đang kêu là 3,8 tỷ, giá này vẫn còn thương lượng nha. Và ở bên góc trái màn hình đó là em có để số điện thoại của chủ nhà, thì anh chị cứ liên hệ trực tiếp với chủ nhà nha. Và chủ nhà cũng có tiếp môi giới luôn, nếu anh chị nào mà giới thiệu nhà bán thành công đó, thì sẽ được phí hoa hồng nha. Thì đây là cái không gian bên trong nhà nè mọi người. Thì nhà xây theo dạng như không gian mở á, là thông sẵn tối xuống đằng sau luôn đó. Và ở cuối nhà là khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh nha. Đây đó, thì em sẽ quay sơ lại một vòng từ dưới lên, rồi em sẽ đi lên trên lầu, em quay cho mọi người cùng xem luôn nha. Đây, đây là cái khu vực lầu 1. Thì nói chung là nhà rất thích hợp cho anh chị nào mà tài chính tầm 4 tỷ đổ lại mà muốn nhà ngay trung tâm của thành phố á. Ở đây thì vì ở đây chúng ta tiện đủ đường á, chúng ta đi qua quận nhất ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh luôn, chỉ khoảng 2 phút đi xe thôi. Đây là cái khu vực ở ngay trên lầu nè mọi người. Đó, đây là khu vực ở trên lầu. Và ở cuối nhà chúng ta có một cái phòng ngủ luôn nha. Thì nhà đó là anh chị có thể về decor lại, sơn phết lại. Đó, hoặc là nếu như nhà mình đông á thì mình có thể xây dựng lại theo ý muốn của mình nha. Khu vực này là được xây 4 tầng nha mọi người, là 2 lầu sân thượng. Lúc trước là có cho xây lửng nhưng mà bây giờ quận 4 không có cho xây lửng nữa. Rồi, bây giờ em sẽ đi tiếp ra ở đằng trước. Ở đây chúng ta có một cái ban công nè mọi người. Đây, đây là cái ban công của nhà chúng ta. Đó. Rồi, đây là cái đường trước nhà nè mọi người. Đường trước nhà là khoảng chừng là 4 mét hơn nha. Đi thẳng ra ngoài là ngay cái đường 20 thước. Rồi bây giờ em sẽ chạy một vòng xung quanh nhà để quay hết tiện ích cho mọi người xem nha. Thì vừa rồi là chúng ta coi hết bên trong căn nhà rồi. Thì bây giờ em sẽ quay hết một vòng xung quanh tiện ích của nhà cho mọi người xem. Thì bây giờ em sẽ quẹo tay phải để mà đi ra ngay khu phố ẩm thực nha. Đó, như mọi người thấy thì ở đây là em đang đi là khoảng chừng 12 giờ trưa. Thì ở đây là xung quanh là hàng quán ăn rất là nhiều, tầm khoảng dường là 6 giờ tối là ở đây là cực kỳ nhộn nhịp luôn nha mọi người. Ở đây nó không thua cái chợ 200 mà cái khu phố ẩm thực nổi tiếng lâu đời của quận 4 đâu. Ở đây là chiều tối bán quán ăn rất là nhiều nha. Thì đi tới đây là ngay cái ngã tư của Đoàn Văn Bơ, Vĩnh Khánh với lại khu 20 Thước. Bây giờ em sẽ quẹo tay phải, tại vì cái địa chỉ ở đây là nó thông được tới 320 Đoàn Văn Bơ nha mọi người. Và đi ra đây là em sẽ tới ngay chỗ mặt tiền đường Vĩnh Khánh. Đó, khu phố ẩm thực nè mọi người. Nếu như mà ở đây á, chúng ta quẹo tay trái, chúng ta đi thẳng á, tới cuối, chúng ta sẽ tới được ngay đường Tôn Đản. Đường mình đây là con đường không ngủ á mọi người. Còn bây giờ em sẽ quẹo tay phải. Đó, em đi tiếp. Như mọi người thấy không, ở đây quán ốc rất là nhiều mọi người. 90% ở trên đây là kinh doanh quán ốc. Và buổi tối là giới trẻ đó, các bạn trẻ tới đây rất là nhiều nha. Đó, tầm khoảng dừng là 5-6 giờ là bắt đầu nhộn nhịp rồi. Rồi mình đi thêm khoảng một đoạn tí xíu nữa là tới ngay khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh nè các bạn, nè mọi người không? Đó, ngay đầu đường. Đây là ngã tư của đường Hoàng Diệu.
và đường Vĩnh Khánh. Thì ở đây chúng ta có một cái xì cụt cây nè, và đây là trường Bến Vân Đồn nha mọi người, nhưng mà bây giờ là nó đổi tên rồi đó. Đây là cái trường trung học nha mọi người. Còn phía bên đường chúng ta có nha khoa, tiệm vàng đó, nha khoa rất là nhiều nha. Và ở đây chúng ta có một cái siêu thị điện máy Chợ Lớn đó, sát bên nhà chúng ta cách khoảng 500m nha mọi người. Và đây là đường Hoàng Diệu, là một trong những cái tuyến đường lớn nhất của quận 4 đó. Ở đây ngay đầu hướng của chúng ta cũng có thêm một cái mini stop nè. Và đi vô trong cái đường này nè mọi người, là chúng ta sẽ tới, cũng là trên đường Vĩnh Khánh luôn đó, là chúng ta sẽ tới được, ở đó có một cái trường tiểu học Đinh Tiện Lý nha mọi người đó. Đi thẳng ra đẳng là chúng ta sẽ gặp ngay cái cầu Camet để mà sang đường quận nhất, là trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là cái lối mà vào ngay cái khu 20 thước đường nhà chúng ta nè đó. Ngay đầu đường chúng ta có một cái Pharma City, đây là tiệm thuốc tây nha mọi người. Còn đây không, chúng ta đi lên thêm tí xíu nữa. Thì vừa rồi á, là em đã đi gần như là hết một vòng xung quanh cái nhà chúng ta nha mọi người. Mình đi lên thêm tí xíu nữa là nhà chúng ta nằm bên phía tay phải đó mọi người. Thôi thì chắc video em xin phép kết thúc ở đây. Nếu như mọi người cảm thấy video này có ích thì em xin một like, một share và một subscribe để em có động lực, em review thêm thật nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau nha. Bye bye cả nhà.